Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mobile City. Samsung Galaxy S23 Ultra đang chạy chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Đây là con chip có thể nói là custom từ Snapdragon 8 Gen 2, hoặc các bạn có thể gọi là Snapdragon 8 Gen 2 Plus cũng được. Em này thì được nâng cấp một chút về xung nhịp này. Cái xung nhịp chính nhá, lên đến 3.36GHz. Em này cũng được nâng cấp một chút về GPU nữa. Với điểm số AnTuTu nó cũng không phải là quá cao trong Snapdragon 8 Gen 2 nhá. Nó rơi vào khoảng 1.193.000 điểm thôi. Một con chip được custom giữa Samsung và Qualcomm thì nó có gì khác hay là không? Cùng mình thử trong video ngày hôm nay nhá. Và mình sẽ có một tựa game chính là Genshin Impact. Setting đồ họa Genshin Impact mình để ở mức cực cao và 60. Nói chung là mình cũng sẽ lấy một cái thông số cụ thể mình test từ trước đến giờ nhá, để đưa ra một cái bài đánh giá hợp lý nhất. Hiện tại này, mình chưa mặc kết nối Wi-Fi. Độ sáng để lên tầm khoảng 60% thôi. Em này độ sáng khá là cao nhá, lên đến 1750 nit cơ. Hiện tại còn 65% pin. To luôn. Ây à. Chưa test thử con quái này luôn. Mạnh ghê. Ui. Ui mạnh vậy. Nó mạnh quá anh em ạ. Không đánh được. Khó rồi. Chuối quá. Nghe nó vẫy đuổi. Mày quá. FPS nó không được thẳng anh em nhỉ. Nó chỉ mất tầm khoảng 55-56 thôi. Vấn đề mình lo nhất ở đây là nhiệt độ. Ôi chạy chạy chạy. Ui. Sợ quá. Nhiệt độ của Samsung bị giảm nữa thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ bị bóp khả năng rồi. Hiện tại nhiệt độ mình thấy vẫn ok mà. Không phải nóng gì đâu nhưng mà FPS rất chán. Ui. Đây là mình đang để cái độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Giờ mà lên Quad HD nữa thì tốn pin lắm này. Nhưng công nhận đẹp thật. Màn hình Samsung quá chất lượng luôn. Mới đầu cứ nhẹ nhàng thôi nhá. Lát mình sẽ chuyển sang khu vực nặng hơn sau. Nhẹ nhàng như này FPS nó chỉ 55-57 thì hơi chán. Nhưng mà nhiệt độ mình nghĩ là nóng đấy. Mới chưa có 7 phút, gần 7 phút mà mặt lưng cũng phải lên đến khoảng 41 độ rồi. Hiện tại mình đã tích đủ chiêu rồi. Mình sẽ test thử luôn xem chiêu chủ nó lắc nhiều không. Đó, 4 chiêu liền nhá. Xuống 49 FPS. Rồi, xuống 42. Mình không biết các kênh khác test game như thế nào. Nhưng đây, thực tế mình test này. Với Genshin chip Snapdragon 9 for Galaxy nhá. Thì không phải ngon. Cái chính bây giờ chắc là Samsung vẫn sẽ cải thiện nhiều về phần mềm thôi. Thiết kế thì sẽ không khác biệt quá nhiều qua từng năm. Đây, anh em bảo map Sumi luôn ạ. Mình vào luôn. FPS nó tăng lên một tí sau khi mình không combo. Đến thời điểm mà mình combo nhiều, FPS nó lại tụt xuống khoảng 40. Sang mau này các bạn nhìn FPS nó xuống hẳn bao nhiêu kìa. Cũng khoảng 4x thôi. Mãi gặp được đứa nó mạnh mạnh một chút nhưng mà
không lên được FPS các bạn nhá. Ui nghỉ ma chán nhá. 15 phút rồi. Sang cái khu này nó nhẹ nhàng hơn một chút rồi. Tuy nhiên do nhiệt độ nó nóng quá nên là các bạn thấy FPS nó không thể lên được khoảng 58-59 như lúc đầu. Chỉ khoảng 40 thôi, không lên được nhá. Hiện tại cái phần mềm đo FPS của mình không còn thời gian đo nữa, mình cứ chơi tiếp nha. Tuy nhiên bây giờ các bạn chơi thêm thì FPS nó cũng không thể lên được mà. Nhìn FPS nó chán hẳn luôn ấy. Giờ Samsung mà cải thiện thêm cái công suất sạc rất là ngon. Pin thì khoảng 5000 thôi. Nhưng riêng về camera trên S23 Ultra nó có sự cải tiến rất là nhiều nha. Đặc biệt khả năng chụp đêm. Sự thực sự luôn. Giờ Samsung mà cải thiện thêm cái công suất sạc rất là ngon. Pin thì khoảng 5000 thôi. Nhưng riêng về camera trên S23 Ultra nó có sự cải tiến rất là nhiều nha. Đặc biệt khả năng chụp đêm. Sự thực sự luôn. Ok, vừa lúc là mình chơi được khoảng 20 phút này. Dừng lại nha. Hiện tại còn 56% pin. Nhiệt độ mặt trước 47,8 độ C. Nhiệt độ mặt sau 48,5. Đây là biểu đồ FPS Gen City Pack ở mức đồ họa gần max setting nha. Một vài cái yếu tố khác thì mình không có setting vào. Thì các bạn thấy này, S23 Ultra chơi game Gen City Pack max setting rất là tệ nha. Còn các tựa game trung bình khá khác mình chưa biết thì mình sẽ có trải nghiệm riêng cho anh em sau. Các bạn thấy này, FPS nó sẽ tụt dần về sau. Khoảng phút thứ 8 trở đi, các bạn thấy FPS tụt dần nha. Đấy. Và FPS trung bình nó chỉ được 46,5 thôi. Ok, xong trải nghiệm hiệu năng trên S23 Ultra với cái tựa game nặng nhất Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Một cái trải nghiệm hiệu năng không mấy quá tốt nha. Thứ nhất, về cái giật lag. Trong tất cả những chiếc máy chạy Snap 8 Gen 2, S23 Ultra là chiếc máy cho mình cái trải nghiệm gaming không tốt nhất. Về mảng nhiệt độ, mình thấy S23 Ultra có lẽ nó sẽ đứng thứ hai. Vị trí đứng thứ nhất chạy Snap 8 Gen 2 nha, có nhiệt độ nóng ý, là OnePlus 11 theo mình đã trải nghiệm. Còn lại các yếu tố khác trừ gaming khi các bạn chơi game nặng ra thì các bạn thấy về thiết kế này, về mọi trải nghiệm màn hình, về pin, về camera thì S23 Ultra nó mang lại cái trải nghiệm rất là tốt. Tất nhiên là mức giá rẻ nhất S23 Ultra mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận ghim cho bạn nào quan tâm. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.